Ngày 18 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo quyết định thi hành kỷ luật Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng, bị cách tất cả các chức vụ trong đảng. Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hải Trà bị khai trừ ra khỏi đảng. Cùng với việc kỷ luật hai người trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Trước khi bị cách chức, ông Trần Văn Dũng đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng. Cụ thể, năm 1992 đến năm 1997, công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 1997 đến năm 2003, công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Từ năm 2003 đến tháng 2 năm 2016, công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với các chức vụ từng giữ. Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2003 đến năm 2009. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2012. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 2 năm 2016. Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017. Công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với các chức vụ từng giữ. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm 2016 đến tháng 10 năm 2016. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2016. Từ tháng 7 năm 2017 là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng và Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hải Trà là hai lãnh đạo có vai trò rất lớn liên quan đến gói thầu chứng khoán trị giá hơn 600 tỷ đồng mà Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ký với Hàn Quốc 10 năm trước, vẫn chưa đưa vào sử dụng. Trước đó, một số sự cố gây phẫn nộ giới đầu tư năm 2021, liên tiếp nhiều ngày, bảng giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị tắc lệnh, nghẽn giao dịch vì hệ thống quá tải. Hậu quả rất nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề, thị trường chứng khoán Việt Nam bị hạ tín nhiệm khi xếp hạng mới nổi. Nhà đầu tư nước ngoài lo sợ rút vốn. Việc kỷ luật diễn ra trong bối cảnh Bộ Công an đang điều tra hàng loạt sai phạm trong mua bán chứng khoán và cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.